Phong trào chống cộng nhìn nhận chính quyền Việt Nam hiện nay, quan điểm và sự thật dưới ánh sáng lịch sử. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sử Việt AZ, kênh chuyên mang đến cho bạn những góc nhìn chân thật, sắc bén về lịch sử Việt Nam. Chúng ta đều biết rằng lịch sử không chỉ là những dòng chữ khô khan trong sách giáo khoa, mà là những câu chuyện sống động, đầy cảm xúc. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề nhạy cảm nhưng vô cùng quan trọng, đó là cách phong trào chống cộng nhìn nhận chính quyền Việt Nam hiện nay. Có bao giờ bạn tự hỏi, những người chống cộng thật sự nghĩ gì về chính quyền Việt Nam hiện tại? Họ nhìn nhận thế nào về những thành tựu, cũng như những vấn đề còn tồn đọng của đất nước? Liệu quan điểm của họ có chính xác hay chỉ là những mảnh ghép sai lệch của lịch sử? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào phân tích, lắng nghe những quan điểm và hiểu rõ hơn về một cuộc chiến tranh tâm lý đang diễn ra trên mặt trận thông tin này qua bài viết của Minh Tiến. Một, phong trào chống cộng, nguồn gốc và lý do hình thành. Trước khi bàn về quan điểm của phong trào chống cộng, chúng ta cần hiểu rõ, phong trào này không phải là hiện tượng mới xuất hiện, mà nó có nguồn gốc từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Sau năm 1975, khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, một số lượng lớn người dân di tản ra nước ngoài, chủ yếu đến Hoa Kỳ, Canada và Úc. Những người này, vì nhiều lý do khác nhau, từ sự mất mát cá nhân cho đến những bất đồng chính trị, đã trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào chống cộng tại hải ngoại. Những năm đầu tiên sau chiến tranh, nỗi đau mất mát cùng sự lạc lối trong môi trường mới đã khiến họ giữ nguyên hận thù với chính quyền mới. Nhưng thời gian qua đi, thế hệ tiếp nối dần sinh ra và lớn lên trong môi trường hải ngoại. Chính những người trẻ này, những người chưa từng trực tiếp trải nghiệm chiến tranh, lại tiếp tục duy trì tinh thần chống cộng dựa trên những gì họ nghe kể từ người đi trước và qua các kênh truyền thông phản đối chính quyền Việt Nam. 2. Những luận điệu chính của phong trào chống cộng về chính quyền Việt Nam hiện tại. Phong trào chống cộng thường đưa ra những quan điểm chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Việt Nam, tập trung vào các vấn đề như sau. Một là nhân quyền, họ cho rằng Việt Nam hiện nay vẫn vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, nhất là trong các vụ bắt giữ những người phản động chống phá nhà nước. Họ gọi những người này là tù nhân lương tâm và yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho những người này. Các tổ chức chống cộng thường xuyên sử dụng những vụ việc này để chỉ trích chính quyền và kêu gọi quốc tế can thiệp. Hai là kinh tế và tham nhũng, phong trào chống cộng cho rằng chính quyền hiện tại chỉ quan tâm đến lợi ích của một nhóm nhỏ các quan chức cấp cao, trong khi người dân vẫn chịu cảnh nghèo đói và bất bình đẳng. Họ cứ cho rằng nền kinh tế Việt Nam dù có tăng trưởng nhưng lợi ích chủ yếu vẫn thuộc về những người có quyền lực, các lãnh đạo của đảng Cộng sản và nhà nước, còn nhân dân Việt Nam thì không được hưởng gì hoặc hưởng rất ít. Đại đa số dân Việt Nam sống trong nghèo đói tăm tối, mất dân chủ, công bằng, không được miễn học phí và chữa bệnh miễn phí như thời vợ chồng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ba là chủ quyền quốc gia. Một trong những luận điệu thường thấy là chính quyền Việt Nam thỏa hiệp với Trung Quốc, đặc biệt là trong các vấn đề tranh chấp Biển Đông. Các tổ chức chống cộng không ngừng đưa ra các thông tin, hình ảnh nhằm khẳng định rằng Việt Nam đang chịu áp lực từ nước lớn và mất đi sự độc lập trong chính sách đối ngoại. Về vấn đề Biển Đông, Hội chống cộng cho rằng chính phủ Việt Nam hiện tại không dám đánh nhau với Trung Quốc để lấy lại quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Trong khi đó họ quên rằng quần đảo Hoàng Sa mất cho Trung Quốc, Đài Loan, Philippines là do phía Ngụy Sài Gòn đầu hàng dân cho giặc. Với các khẩu hiệu như đã đảo cộng sản hèn với giặc ác với dân. Sao mà đọc khẩu hiệu này tôi lại thấy nó đúng với lũ Ngụy kia thế các bác nhỉ? Các bác thấy đúng thì cho ý kiến nhé, bình luận nhé. Đừng quên cho người đọc dễ thương này một like nữa nha. Với các khẩu hiệu trên chúng nhằm kích động nhân dân ta nổi dậy đánh lẫn nhau, kích động Việt Nam phải xuất quân đánh với Trung Quốc ngay và luôn. Vậy khi chiến tranh xảy ra thì những kẻ kích động kia có xung phong lên hàng đầu không? Câu trả lời chắc chắn là không. Chưa cần phải chiến tranh, tôi chỉ đơn cử như một số vụ bạo loạn ở miền Trung và Tây Nguyên thôi. Khi dân đã bị kích động và họ bạo loạn rồi, công an và quân đội phải vào cuộc dẹp loạn, thì những kẻ xúi dục kia ở đâu? Xin thưa bà con, chúng đã trốn từ lâu rồi. Tội vạ gì thì bà con chịu, còn nó đứng sau nó cười và nhận tiền từ các tổ chức phản động nuôi nó, rồi nó lại lập kế hoạch chuyển sang vùng khác cho phi vụ mới tiếp theo. 3. Sự thật đằng sau các luận điệu chống cộng, góc nhìn từ phía Việt Nam. Mặc dù những luận điệu chống cộng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nhưng liệu chúng có phản ánh đúng sự thật hay không? Để có cái nhìn công bằng hơn, chúng ta cần phân tích dựa trên thực tế.
vấn đề nhân quyền, khi so sánh với bối cảnh các quốc gia khác trong khu vực và điều kiện phát triển đặc thù, chính quyền Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân. Nhiều tổ chức quốc tế cũng ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải cách hệ thống pháp luật và cải thiện điều kiện sống. Bạn thấy vấn đề tự do ngôn luận và báo chí ở Việt Nam thế nào? Hãy để lại ý kiến bình luận nhé! Về vấn đề phát triển kinh tế, dù phong trào chống cộng thường tập trung vào việc chỉ trích tham nhũng, thực tế cho thấy Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc về kinh tế, từ một quốc gia nghèo nàn trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Việc mở cửa thị trường, cải cách kinh tế và đặc biệt là sự bùng nổ của ngành công nghệ đã giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu công nghiệp hóa. Bạn thấy Việt Nam hôm nay còn có nghèo đói lắm không? Vấn đề chủ quyền và quan hệ quốc tế, chính quyền Việt Nam hiện nay đang nỗ lực hết mình trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời duy trì mối quan hệ ngoại giao cân bằng với các cường quốc. Những thành tựu trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông và hợp tác quốc tế đã khẳng định rõ ràng sự độc lập và kiên định của Việt Nam trong chính sách đối ngoại. Bạn thấy ngoại giao Việt Nam hôm nay có tốt không? Bạn thấy Việt Nam hôm nay có độc lập tự chủ không? Các bạn hãy bình luận ngay ý kiến của mình để thế giới biết với nhé! 4. Lý do phong trào chống cộng vẫn tồn tại và những ảnh hưởng tiêu cực. Có thể thấy rằng, một phần lý do khiến phong trào chống cộng tiếp tục tồn tại là nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân có lợi ích từ việc duy trì căng thẳng. Các kênh truyền thông chống cộng thường xuyên sử dụng thông tin sai lệch, gây nhiễu loạn dư luận để tạo áp lực chính trị lên Việt Nam. Điều này không chỉ gây khó khăn cho sự phát triển của đất nước, mà còn khiến cho những người trẻ Việt Nam hải ngoại hiểu sai về quê hương mình. Một sự thật đáng buồn là có nhiều người đã và đang bị lôi kéo bởi những thông tin này, dẫn đến những cái nhìn méo mó về đất nước. Điều này không chỉ gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Các bạn thân mến, chúng ta không thể phủ nhận rằng Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua những nỗ lực và thành quả mà đất nước đã đạt được trong suốt chặng đường dài. Lịch sử không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà còn là bài học cho hiện tại và tương lai. Hãy cùng nhau hiểu đúng và đủ về lịch sử, để từ đó có cái nhìn công bằng, khách quan hơn về đất nước mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích và muốn tiếp tục ủng hộ hành trình của chúng tôi, đừng quên nhấn like yêu thích, đăng ký và chia sẻ video đến với bạn bè, người thân. Hãy để Sử Việt AZ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn trên con đường khám phá lịch sử Việt Nam nhé ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo với nhiều nội dung hấp dẫn hơn. Xin cảm ơn và chúc các bạn một ngày thật tuyệt vời.